Chào mừng các bạn đến với xóm 4. Xóm 4 là một cộng đồng nhỏ gồm 6 thành viên được hình thành với mục đích cùng nhau theo đuổi hành trình đào luyện ban phụng sự ba gốc. Chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1975, nơi ở Hà Nội, hiện chị là giáo viên tiểu học. Chị Phan Thị Thiết, sinh năm 1984, nơi ở Nghệ An, hiện nay chị đang kinh doanh tự do. Anh Lê Chí Thông, sinh năm 1978, nơi ở Quảng Trị, hiện anh là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Hóa. Chị Nguyễn Hoàng Trúc Thi, sinh năm 1987, nơi ở Đà Nẵng. Chị Nguyễn Thị Khuyên, sinh năm 1981, hiện ở Gia Lai và là một giáo viên. Và cuối cùng, thành viên của chúng tôi là chị Phạm Thi Phong, hiện ở Ninh Thuận, chị mới vào xóm 4. Mục tiêu đến với hành trình đào luyện ban phụng sự ba gốc của chúng tôi đều nhằm hướng tới nâng cao nhận thức về bản thân, hiểu rõ giá trị, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, rèn luyện kỹ năng sống, biết cách giao tiếp, hợp tác và giải quyết mâu thuẫn hiệu quả, phát triển tinh thần phụng sự, sẵn sàng cống hiến hết sức mình cho cộng đồng, có cơ hội học tập và rèn luyện cùng những người cùng chí hướng, được sống trong một môi trường yêu thương, hỗ trợ và đoàn kết. Xóm 4 luôn chào đón những ai mong muốn cùng nhau học tập, rèn luyện và phát triển bản thân. Tham gia xóm 4 là cơ hội để bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, đồng thời góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Nếu bạn có hứng thú tham gia xóm 4, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ xóm, xóm nhân ái, slogan ở đây ai cũng được thương. Sau đây là một số hình ảnh về các buổi họp hiểu thương của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Mời các bạn cùng đón xem. Tham gia cái của hành trình phụng sự cả năm, việc đầu tiên đó là mình có thêm cái môi trường để rèn luyện bản thân, xây dựng cái tính kỷ luật của bản thân để có thêm cái nguồn lực, để sau đó là hỗ trợ thêm cho con cái trong việc trưởng thành của các cháu, rồi cũng lan tỏa đến các cái nội dung đến các đồng nghiệp ở trong nhà trường. Mình cũng mong muốn là trong hành trình của chúng ta, mỗi người cố gắng nhắc nhở đồng viên nhau để chúng ta cùng thực hiện các cái nhiệm vụ cách tốt đẹp nhất. Hiện tại bây giờ là có được 4 thành viên, mình cũng nghĩ thôi, con này bạn Thu Sướng không được bạn ấy rồi, chứ bạn đi đâu rồi? Thi Phóng về 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 bàn chỉ đạo là chắc là cũng không ấy rồi sao? Thầy mấy ngày nay không tham gia học tập đấy, phải làm bài tập cũng thế. Còn cái khẩu hiệu của xóm thì mình cũng lấy cái khẩu hiệu hôm trước đấy, đúng không? Vâng, đúng rồi. Đúng rồi, mình là xóm xóm nhân ái, còn Xóm khẩu hiệu slogan ở đây ai cũng được thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.